Chàng trai này tối ngày chỉ biết chơi game, nhưng có ai ngờ game cậu chơi lại hiện thực hóa, chỉ cần level cao là lực chiến ngoài đời cũng tăng vọt. Nhặt được vật phẩm chân quý thì ngoài đời cũng vô thức mà hấp thụ, mà cái khó hiểu nhất là cậu ta có được khả năng hồi sinh vô hạn và tên cậu ấy là Chu Văn. Ở tập trước, Chu Văn đã giết được boss và được một kỹ năng mới, thế là cậu liền vào trong game test thử độ trả bá ra sao. Mà vừa nghĩ xong thì cậu lại gặp một con ma hóa tướng có khác chứ khác. Chu Văn dùng trảm tinh đao khí nhưng bị con ma hóa tướng kia chặn lại dễ dàng. Bị dồn nguyên khí vào chiêu này nên cậu đã hết nguyên khí, đành phải nhận thua. Lúc này thì cậu nhận ra mối liên quan giữa các con ma hóa tướng có khắc chữ, nó giống như kiểu trò chơi ẩn tù tì. Ba con ma hóa tướng có chữ quyền bố giao đều có năng lực riêng biệt, theo đó mà khắc chế nhau. Nếu Chu Văn không đoán sai thì giảm đau của cậu có thể khắc chế được con ma hóa tướng chữ bố. Lúc này ở phòng giáo vụ, cô giáo Vương Phi đã xem lại băng ghi hình Chu Văn hạ con ma hóa tướng kia có khắc chữ, như vậy là Chu Văn đã vượt qua bài kiểm tra nhập học. Nhưng mà cô giáo Vương Phi không vui mừng, Chu Văn vì quá nghiện game nên cô ấy muốn đào tạo lại cậu ấy để một thiên tài như Chu Văn tập trung vào việc học tập và tu luyện. Lúc này trời đã tối, Chu Văn thì say giấc, nhưng bất ngờ mê tiên kinh trong người cậu hoạt động, nó như đang đưa Chu Văn đi đâu đó. Chu Văn mở mắt thì thấy mình ở trong một nơi khác. Thế giới trước mắt cậu lúc này giống như kiểu tận thế, bất ngờ đằng sau xuất hiện một người trùng khăn thần bí, nhưng không được lâu thì cậu tỉnh dậy. Lúc dậy thì trong đầu Chu Văn xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Không biết nó có liên quan tới mê tiên kinh không? Và nếu tận thế đó xuất hiện thật thì cậu chỉ còn cách nâng cao thực lực, từ từ bảo vệ thế giới. Và tất nhiên hành trình đó còn rất dài. Lúc này cảnh chuyện chuyển đến một nơi khác, tại phòng tuyến Thứ Nguyên, vùng biển phía đông. Ở đây kiểm tra được dưới đáy biển có sinh vật Thứ Nguyên vượt qua được phòng tuyến. Đó chính là Hải Hoàng Xà. Ở một nơi khác, phòng tuyến Thứ Nguyên, Kỳ Tử Sơn, nơi đây cũng đã xuất hiện một con quái vật không đầu, báo hiệu trong một trận chiến sinh tử sắp diễn ra. Quay trở lại với Chu Văn, cậu ấy cùng một số học sinh ưu tú khác đã qua được bài kiểm tra nhập học của cô giáo Vương Phi, chính thức trở thành sinh viên của Học viện Tịch Dương. Hôm nay mọi người bắt đầu buổi học đầu tiên. Giáo Vương Phi vẫn nõn nà như mọi ngày chúc mừng những người học sinh của mình. Hôm nay cô ấy sẽ không cho bọn họ chiến đấu, mà dẫn những người sinh viên này đi tới Lão Quân Sơn để tiến hành tu luyện. Mấy người học sinh nghe vậy cũng hơi bất ngờ, cô giáo Vương Phi lại nói tiếp. Trong đó có bia đá vong yêu có sức mạnh thần bí, chính là điểm đến lần này của chúng ta. Tin chắc rằng lần này mọi người đều sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Cô giáo Vương Phi đang nói cho mọi người nhưng Chu Văn vẫn ngủ gật. Lý Huyền bất ngờ xuất hiện đằng sau cậu, nhắc nhở Chu Văn rằng không nên chơi ác quá trả lại hư thật. Chu Văn chỉ liếc thẳng bạn Lý Huyền này của mình một cái. Thực ra mấy ngày nay Chu Văn vẫn luôn tìm kiếm cách thăng cấp, bây giờ không đột phá cấp người phàm, cho dù hấp thụ thuộc tính và kết tinh thì cũng không tài nào nhưng cấp thuộc tính mình. Hiện tại chỉ có tiểu bát nhã kinh khiến thuộc tính đột phá lên 11, nghĩ tới ác bá đài cũng có một tấm bia đá. Nói không chừng cũng là nguyên khí quyết thần bí nào đó có thể nâng cấp thuộc tính, chỉ là con đường lên được đỉnh của yên bá đài đối với Chu Văn là quá khó. Chỉ dựa vào kiếm bay mà muốn dẫn dụ hỏa lực thì vẫn chưa đủ. Bản thân cũng cần có nguyên khí kỹ thuộc loại khinh công mới được, Chu Văn nghĩ xong thì ngủ gật luôn. Cô giáo Vương Phi nhìn cậu luyện được cả kỹ năng ngủ gật khi đang đứng thì há hốc mồm, trong lòng tự khẳng định rằng mình sẽ khiến Chu Văn hết lười biếng và chăm chỉ vào tập luyện học hành. Cảnh chuyện chuyển đến núi Kỳ Tử, nơi đây đang diễn ra một trận chiến vô cùng hỗn loạn, con quái vật không đầu mà lúc nãy chuyện đã báo hiệu thực sự rất mạnh. Nó tạo ra những cái dây chỉ màu đỏ cuốn lấy một anh trai đặc vụ, những sợi chỉ đỏ này giống như lưỡi dao sắc bén cắt đôi mọi thứ. Nó được phát ra từ cổ của con quái vật kia cùng với cái đầu mà trên tay nó đang cầm, những sợi chỉ nhạy bén quấn lấy anh đặc vụ kia, nhưng may là anh ấy đã nắm được những sợi chỉ này, rồi kéo nó lại, khiến cho con quái vật này không thể tung hoành nữa. Cùng lúc này An Thiên Tá nhân lúc quái vật kia bị khống chế, đã xuyên một lỗ qua đầu của nó, con quái vật kia ngã xuống, trái tim của nó đập theo từng tiếng nhỏ dần. Lúc này An Thiên Tá cũng đã xuất hiện giải trừ dưới một lớp huy ảnh quang học, anh đặc vụ kia sau một hồi kiểm tra thì báo cáo cho An Thiên Tá. Tiểu đội thứ ba núi Kỳ Tử, tử chiến người cuối cùng, không một ai quay lại, người cuối cùng còn hô hấp cũng đã chút hơi thở cuối cùng trên tay của anh đặc vụ kia. An Thiên Tá cũng chỉ có thể an ủi cậu ấy, anh đặc vụ kia tự trách mình đã đến quá muộn, nhưng đây là số mệnh rồi. An Thiên Tá cùng với anh ta bây giờ cũng phải nhanh chóng hành động, không thì những hy sinh của những người đi trước đều là lãng phí, bây giờ phải đội công trình sửa lại phòng tuyến. Vì biến dị Thứ Nguyên núi Kỳ Tử đã ngày càng nghiêm trọng rồi, An Thiên Tá cùng những người khác mang trong mình trọng trách tìm hiểu nguồn gốc của sự việc lần này. Câu chuyện được chuyển đến núi Lão Quân, cô giáo Vương Phi đã đem những người học sinh của mình đến Lão Quân Sơn. Chính diện nơi đây có một cái bia vô cùng kỳ lạ, Lý Huyền và Chu Văn cũng rất tò mò. Chu Văn hỏi Lý Huyền về thông tin của nơi này. Lý Huyền khoanh tay trấn an Chu Văn, nơi này được liên bang gọi là vô sát sinh giới. Sinh vật nơi này sẽ không chủ động đả thương con người cũng không thể làm hại bất kỳ sinh vật nào ở nơi này. Trên một loại ý nghĩa nào đó thì đây chính là lĩnh vực Thứ Nguyên an toàn nhất, nhưng nhất định phải tôn trọng quy tắc cấm sát, nếu không,
Chu Văn nghe đến đây thì tò mò, nếu không thì sao? Thế là Lý Huyền ra vẻ dọa Chu Văn là nếu không làm theo thì sẽ gặp quả báo, cho dù ở đây có hơi mê tín. Nhưng những mê tín thông thường liên bang sẽ không viết lên quy tắc phải làm theo, nên bọn họ chắc chắn phải cẩn thận và ngoan ngoãn. Không thì quả gì mà cay cay thế, xin thưa rằng quả báo. Cùng lúc đó có một ánh mắt rợn người ở sâu trong rừng đang nhìn về hướng này. Đó là một con thân hổ mang sừng dê, nơi này thực sự cũng không được cho là an toàn. Lúc này Chu Văn tiếp tục hỏi Lý Huyền về cái bia đá không chữ ở đằng kia. Lý Huyền lại tiếp tục quảng cáo cho Chu Văn biết, cái bia đá kia tuy không cần mạnh nhưng lại biết cách khiến người ta hưng phấn không kiềm chế được. Có thể nó có linh lực dồi dào mãi không hết. Chu Văn nghe thấy lời quảng cáo này của Lý Huyền thì có hơi chán, chưa thể đá sao biết nó phê. Hai người đang vui vẻ thì bị cô giáo Vương Phi gọi lại, mọi người cũng đã xếp hàng ngay ngắn. Cô giáo Vương Phi bắt đầu giới thiệu về nhiệm vụ lần này. Kiên trì nửa tiếng dưới sức mạnh thần bí của vong yêu bia, một giây cũng không được thừa, nửa giây có thể được thiếu. Tuyên bố xong luật thì cô ấy bắt đầu tính giờ, mọi người cũng vào việc. Chu Văn nhắm đôi mắt mình lại, một luồng sức mạnh xanh lá cây bao trùm quanh người cậu. Cứ sức mạnh này tỏa ra từ bia đá kia, cậu quả thực cảm nhận được một cô sức mạnh thần bí ấm áp vào cơ thể. Cứ sức mạnh nó tập hợp lại càng ngày càng nhiều, như nước sông đổ vào người Chu Văn, nó làm cho người cậu càng ngày càng nóng, mà không chỉ nóng, cơ thể cũng bắt đầu không thể khống chế, ngày càng nóng lên. Sức nóng này làm Chu Văn cảm thấy khó chịu, đôi bàn tay cậu cũng đã nắm chặt, cảm nhận rõ thứ sức mạnh đang chảy vào người mình. Bất ngờ lúc này một tia sáng trong cậu lóe lên, nó như hút tất cả luồng ánh sáng xanh kia lại, hội tụ vào chính giữa người của Chu Văn. Cảm giác kỳ lạ đã biến mất khi mà mê kinh tiên lưu động, nó giống như đã hút trọn cỗ sức mạnh thần bí kia. Giống y hệt tình huống mà Chu Văn ở tiểu Phật tự lấy được tiểu Bát Nhã, có thể cậu đã lại có được nguyên khí quyết mới, nắm trong tay một thứ sức mạnh của lão Quân Sơn. Một nguyên khí quyết mới thì có thể giúp cậu rất nhiều điều, không chỉ tăng thực lực. Chu Văn tu luyện rất ngon lành, nhưng đối với những học sinh khác thì cực kỳ khó nhai. Bọn họ bị bia vong ưu làm cho khó chịu, người nào người ấy lử đử, ngất ngưởng như vừa đi ra từ động tiên. Cô giáo Vương Phi nhìn mấy người học sinh của mình với vẻ mặt hài lòng. Bia vong ưu quả thật có thể khiến nội tâm của con người bình tĩnh, nhưng chịu ảnh hưởng của nó trong một thời gian dài thì sẽ trở nên tràn ngập linh lực, thậm chí phấn khích cực độ. Trong lòng cô ấy chỉ hy vọng các em từ đó lột xác trở thành học sinh, đặc biệt chính là cô giáo Vương Phi tưởng rằng Chu Văn sẽ lột xác, nhưng không. Cái xác của cậu đang ngủ ngon lành canh đào, không hề chịu một tí sự ảnh hưởng nào từ bia vong ưu kia. Cô giáo Vương Phi nhìn đồng hồ, thời gian cũng sắp hết, nếu tiếp tục nữa thì lực lượng của bia vong ưu có thể sẽ gây ra tổn thương đối với các học sinh khác. Thế là cô ấy thông báo kết thúc mình tưởng. Mấy người học sinh cuối cùng cũng đã được giải thoát, họ bị tác dụng phụ của bia vong ưu làm cho điên đảo, xé áo xẻ quần, kêu gào liên tục. Bây giờ bảo họ chạy 100 vòng quanh trái đất có khi còn chạy được, mọi người ai cũng như thú hoang, chỉ có mỗi Chu Văn là bình thường. Cô giáo Vương Phi cũng cạn lời. Trong lòng cô ấy không thể hiểu nổi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy học sinh không bị bia vong ưu tác động, Chu Văn lễ nào đã nghiện game tới mức không có thuốc cứu rồi. Lý Huyền cho dù mạnh nhưng vẫn không chịu nổi lực lượng từ bia vong ưu. Anh ta đã hít đất 1.000 cái rồi, người mệt lả lơi nhưng có lẽ vẫn chưa hết kích động. Chu Văn thì vẫn lẳng lặng, cậu xin cô giáo Vương Phi cho mình đi dạo quanh. Cô giáo Vương Phi bất lực, cô ta bảo cậu đi trong vòng 3 tiếng sau đó quay về chỗ cũ để về trường. Chu Văn được đi vòng quanh để kiểm tra lại bản thân. Đúng như cậu nghĩ, ở trong minh tưởng vừa rồi nguyên khí biến thành 11 điểm. Giống với tình huống của tiểu Phật tự, lại có một mục thuộc tính đột phá giới hạn rồi. Hơn nữa, Chu Văn cảm nhận được trong người rõ ràng là 3 loại nguyên khí quyết. Điều này đúng là không thể tin nổi, nó chắc chắn chỉ có ở nam chính. Mọi người muốn xem cậu có gặp chuyện gì ở Lão Quân Sơn không? Nhớ đón xem tập sau nhé! Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha! Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!